lỡ đi lạc vào địa phận của báo và sư tử, nam thanh niên suýt mất mạng và cái kết thót tim. Theo đó, một thanh niên không hiểu bằng cách nào đã đi lạc vào địa phận có báo và sư tử, mặc dù xung quanh đã có hàng rào bao vây và cảnh báo khu vực hết sức nguy hiểm. Sau khi nhìn thấy sự xuất hiện của chàng trai mặc áo xanh, một con sư tử và một con báo với chiếc bụng đói đã tiến lại gần. Cùng với đó là sự vui mừng vì chúng biết menu của bữa tối nay đã có thêm một món thịt mới. Trái ngược với cảm xúc đó, nam thanh niên đã bủng rủng tay chân, nhịp tim đập mạnh hơn gấp đôi và cố gắng giữ lấy một chút bình tĩnh để đối phó với hai chiếc mồm ngập đầy răng nanh. Trước cảnh tượng này, hàng chục người dân đứng ở bên ngoài đã gào thét nhằm mục đích tạo sức ép với những tiếng la ó để khiến hai con vật chùn bước, không phi lên để vồ lấy người đàn ông. Sau một hồi bị gây sức ép kết hợp những viên đá được người dân ném vào để xua đuổi, hai con vật mới chịu buông bỏ menu của buổi tối và quay ngược trở lại căn cứ của mình, giúp nam thanh niên thoát chết trong gang tấc với những diễn biến đầy thót tim cho đến khi được người dân giải cứu ra ngoài thành công. Bên dưới đoạn clip, nhiều người cho rằng đây là sư tử và báo nuôi nhốt nên thanh niên mới có cơ hội quay trở về. Bởi nếu gặp những con vật này trong tự nhiên thì có lẽ anh cũng sẽ được trở về, nhưng chỉ mỗi mùng 1 và 15 hàng tháng.